Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Túi Lê Miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cái món ăn ngon cho bữa cơm gia đình và rất là dễ làm luôn. Đây là món tôm rim thịt ba rọi. Thì phần tôm và thịt ba rọi này mình cũng vừa làm xong. Các bạn xem cái màu sắc nó rất là đẹp luôn. Thì món ăn này rất là bắt cơm luôn các bạn. Để cho bữa cơm mình thêm phong phú những món ăn và thêm những món ăn ngon cho bữa cơm gia đình. Thì bây giờ mời các bạn vào bếp cùng thực hiện với mình nha. Sau đây là những nguyên liệu để mà mình làm món tôm rim mà với lại thịt ba rọi. Thì ở đây mình có sử dụng là tôm. Phần tôm này mình có là 300 g. Các bạn chọn loại tôm thì nó còn tươi ha. À, như vậy thì món ăn của mình nó sẽ được ngon và thơm hơn. Bên đây thì mình sẽ có thêm là 400 g thịt. Thì phần thịt này mình chọn loại thịt ba chỉ đó các bạn, thịt ba rọi đó. À, khi mình làm lên thì món ăn của mình nó sẽ vừa có mỡ vừa có nạc, nó mềm, ăn rất là ngon, không bị cứng thịt nữa. Bên đây thì mình có thêm vài củ hành tím, vài tép tỏi, vài trái ớt và thêm vài cọng hành lá. Thì bên gia vị thì cũng là những gia vị thông thường trong nhà bếp mình thôi ha. Ở đây mình có là tiêu, nước mắm, đường, bột ngọt và mình có thêm là một ít muối ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế nha. Phần tôm này thì bây giờ mình sẽ lấy cái phần chỉ trên lưng nó ra nha. Mình sử dụng một cái cây tăm đó. Thì cái phần đầu này các bạn ăn thì mình để ha, không ăn thì mình cắt ra cũng được. Mình sử dụng một cây tăm như thế này, sau đó mình chĩa ngang phần trên lưng á và mình kéo ra thì nó sẽ ra được những cái sợi chỉ trên lưng nó như thế này. Và cứ như thế thì các bạn làm hết những cái phần con tôm còn lại nha. Rất là dễ luôn. À, cái phần ở trên lưng đó, đó mình để thì ăn nó rất là hôi các bạn. Bây giờ thì phần thịt ba rọi này mình sẽ cắt ra nha các bạn. Thì trước khi cắt thì mình cũng đã rửa sạch với lại nước muối á. Mình sẽ cắt một khoảng hơi dày chút xíu như thế này, rồi sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ trở lại. Hoặc là các bạn có thể cắt theo ý thích của mình nha. Mình thích cắt thịt như thế này để cho những cái miếng nó vuông vuông đó các bạn. À, thịt của mình nó sẽ ăn mềm và rất là ngon. Tiếp theo phần hành tím này thì mình cũng băm nhuyễn ra nha. Mình cũng có thêm vài tép tỏi và những phần tỏi này thì mình cũng băm nhuyễn ra. Mình có thêm là vài trái ớt nha các bạn, thì cái phần ớt này các bạn ăn nhiều thì mình để nhiều nha. Rồi cái phần hành lá này thì mình cũng cắt nhuyễn ra luôn. Nhưng cái phần gốc nè các bạn mình sẽ để riêng một bên. Để khi mình làm á, mình thử nó sẽ ngon hơn. Phần hành lá này mình cũng cắt nhuyễn ra luôn. Phần tôm và thịt mình đã sơ chế xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ ướp gia vị cho nó thấm nha các bạn. Ở đây thì mình sử dụng bột ngọt, mỗi bên mình cho vào một muỗng cà phê. Muối mà mình dùng nửa muỗng cà phê muối cho mỗi bên. Một muỗng cà phê đường cho mỗi bên luôn. Và 2 muỗng cà phê nước mắm cho mỗi bên luôn nha các bạn. Thì nước mắm ở nhà mình hay sử dụng là nước mắm Hương Thịnh cho nên là các bạn có thể gia giảm theo cái khẩu vị của mình nha. Phần hành tím thì mình cho vào mỗi bên thịt thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều lên cho những gia vị nó được thấm đều và ngon hơn đó các bạn. Sau khi trộn rồi mình sẽ để trong vòng 15 phút nha. Mỗi món ăn đó, các bạn mình ướp như vậy đó, khi mà mình kho hoặc là mình xào hay là mình rim á thì món ăn của mình nó sẽ được thơm ngon hơn. Sau khi ướp được 15 phút rồi thì các bạn sẽ thấy phần thịt và tôm của mình nó thấm gia vị và nó trong cái miếng thịt đó các bạn. Bây giờ thì mình đem rim được rồi. Mình bắt lên bếp một cái chảo, sau đó mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo mình cho thêm vào là 1 muỗng canh đường.
để mà mình làm cái phần nước màu nha các bạn. Nếu mà ở nhà mình có nước màu rồi thì mình bỏ qua cái bước này để cho cái màu rim tôm và thịt của mình nó được cái màu đẹp hơn đó. Bây giờ thì mình mở lửa vừa và mình khuấy cho đường nó tan ra. Sau khi khuấy được một hồi thì mình sẽ được một cái màu đẹp như thế này nè. Và mình bây giờ mình cho phần thịt vào để mà mình xào lên cho nó săn lên đó các bạn. Bây giờ thì các bạn cứ việc mở lửa lớn nha, cho thịt của mình nó thật là săn luôn. Và mình cứ việc đảo đều tay như thế này. Tiếp theo mình cho cái phần gốc hành lá vào nha các bạn, khi mà thịt của mình nó đã săn rồi đó. Và tiếp theo á, mình cho thêm là cái phần tỏi, hành tím băm mình cho vào hết luôn. Bây giờ thì mình sẽ đảo đều lên. Mình đảo thêm một chút xíu nữa nha các bạn, cho cái phần thịt và những cái hành tím tỏi này nó dậy cái mùi thơm lên đó. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm thêm gia vị luôn. Mình cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm. Và mình nêm nếm thêm đường luôn nha các bạn. Mình cho vào đây là 1 muỗng canh đường. Nếu mà ở nhà các bạn có nước màu sẵn rồi á thì mình cho vào là 1 muỗng rưỡi canh đường nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên cho những gia vị nó được thấm nha các bạn, và thịt của mình nó được thơm ngon hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần tôm vào. Mình đảo đều lên luôn nha các bạn. Mình đảo lên đến khi nào mà tôm của mình nó được vàng, được đỏ lên đó các bạn. Sau khi mà mình đảo được một lúc thì tôm của mình nó cũng được đỏ, và mình cho thêm vào đây là 100 ml nước. Bây giờ thì mình sẽ mở lửa vừa để mà mình rim từ từ nha các bạn. Trong lúc rim á, thì lâu lâu mình cũng lấy đũa mình đảo sơ nha. Các bạn xem mình rim được một lúc rồi thì các bạn xem cái màu nè, rất là đẹp luôn. Thì mình rim khoảng chừng 20 phút đó các bạn, với lửa nhỏ nha. Thì sau 20 phút thì các bạn sẽ được một cái tôm rim với đây thịt ba rọi như thế này, rất là ngon luôn. Và bây giờ mình tắt bếp được rồi đó. Các bạn sẽ thấy cái phần nước rim của mình nó kẹo lại như thế này là được rồi đó nha các bạn. Rất là ngon và thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm cái phần hành lá vào nha. Mình rải cái phần hành lá lên nha. Trông rất là hấp dẫn luôn đó các bạn. Tiếp theo thì mình cho thêm ớt vào. Nếu các bạn không ăn ớt thì mình không cần để nha. Hoặc là các bạn ăn thêm tiêu thì mình để thêm tiêu. Món ăn của mình cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho ra dĩa nha. Các bạn xem màu sắc rất là đẹp luôn. Chỉ cần một chút xíu thời gian thôi là mình đã có một cái món ăn ngon cho bữa cơm gia đình rồi đó các bạn. Vô cùng ngon và dễ làm nữa. Thì các bạn thử làm theo công thức của mình xem có ngon không nha. Như vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.